Hello po mga kababayan. Hello teman-teman. Sawadee. Xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Thời sự Tân Di Dân Toàn Cầu. Tôi là Kim Thanh. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chiến dịch phòng chống dịch bệnh của Sở Di Dân được tuyên truyền bằng đa ngôn ngữ. Đào viên nghiêm ngặt phòng dịch, thông báo tạm ngừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ. Chuyên gia phân tích sự khác nhau giữa các triệu chứng cảm lạnh thông thường và bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bác sĩ hướng dẫn cách kiểm tra hiện tượng thiếu oxy trong máu đối với bệnh nhân nhiễm COVID-19. Chiến dịch phòng chống dịch bệnh của Sở Di Dân được tuyên truyền bằng đa ngôn ngữ. Để kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, Sở Di Dân Ga Cao Hùng đã tuyên truyền phòng chống dịch đến những người lao động nhập cư. Cung cấp các áp phích tuyên truyền bằng nhiều loại ngôn ngữ để xóa bỏ rào cản ngôn ngữ. Đồng thời, củng cố kiến thức về phòng chống dịch và các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh của chính phủ cho các chủ cửa hàng. Những người lao động nhập cư cũng ca ngợi Sở Di trú chu đáo, thông qua các áp phích tuyên truyền bằng tiếng mẹ đẻ, giúp họ tìm hiểu về tình hình dịch bệnh. Đào viên nghiêm ngặt phòng dịch, thông báo tạm ngừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ. Cân nhắc tình hình dịch bệnh tại Đài Loan vẫn đang diễn biến phức tạp, Thị trưởng thành phố Đào Viên, ông Trịnh Văn Sáng đã ra thông báo tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ, cắt tóc, làm móng, nối mi của thành phố Đào Viên sẽ phải ngừng hoạt động kinh doanh từ ngày 4 tháng 6. Đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt tới 15.000 đài tệ. Hy vọng rằng tất cả các cơ sở kinh doanh của ngành thẩm mỹ đều có thể nghiêm chỉnh chấp hành chính sách phòng chống dịch của chính phủ. Chuyên gia phân tích sự khác nhau giữa các triệu chứng cảm lạnh thông thường và bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Dựa theo số liệu thống kê, cứ 5 bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm COVID-19 thì có 1 người không có xuất hiện triệu chứng. Các triệu chứng nhẹ thường thấy của bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 rất giống với bệnh cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thời gian ủ bệnh lâu hơn, đường hô hấp dưới cũng sẽ xuất hiện các triệu chứng rõ ràng. Người dân phải thực hiện tốt các biện pháp tự bảo vệ mình thì mới có thể bảo vệ được bản thân. Bác sĩ hướng dẫn cách kiểm tra hiện tượng thiếu oxy trong máu đối với bệnh nhân nhiễm COVID-19. Đài Loan đã có hơn 300 trường hợp tử vong được xác nhận nhiễm COVID-19. Nhiều ca được xác nhận lây nhiễm sau khi đã tử vong, nguyên nhân là do tình trạng thiếu oxy tiềm ẩn. Những bệnh nhân trên không cảm thấy khó thở, thở dốc, nhưng một khi xuất hiện triệu chứng khó thở, có nghĩa là tình trạng đã rất nguy kịch. Mọi người có thể thử đi bộ trong vòng 6 phút. Nếu bạn cảm thấy khó thở, thở hổn hển thì cần đi khám ngay lập tức